Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Mở đầu tạp chí khoa quân sự như thường lệ là mục quét sóng. Tại Sở Chỉ huy cấp Trung đoàn, Sư đoàn Phòng không hiện nay được trang bị trạm đầu cuối, nhận tin hiển thị bức tranh tình huống trên không theo thời gian thực để người chỉ huy, kíp chiến đấu quan sát, phát hiện, kịp thời xử trí các tình huống trên không. Vì vậy, đòi hỏi người chỉ huy và kíp chiến đấu phải nhanh chóng tiếp cận, thành thạo với cách xử lý và chiến đấu trên hệ thống. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai diễn tập, việc thực hiện nội dung luyện tập trên hệ thống hiện đại đang gặp nhiều khó khăn do các hệ thống chưa có sự đồng bộ và chưa thuận tiện khai thác sử dụng. Từ đây, sáng kiến, thiết bị huấn luyện kíp chiến đấu Sở Chỉ huy cấp Trung đoàn, Sư đoàn Phòng không của nhóm tác giả Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không Không quân đã được ra đời và phát triển, giúp nâng cao khả năng quản lý và phản ứng với các tình huống trên không, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu sát với thực tế huấn luyện. Trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi nhận thấy là để mà tạo ra được một cái bài tập ở Sở Chỉ huy bình thường chúng tôi làm thì rất là công phu và mất nhiều thời gian, nhiều công sức. Và hơn thế nữa là cái quá trình mà luyện tập kíp chiến đấu Sở Chỉ huy thì nó bị cứng ở cái đầu vào, và cái quá trình thay đổi và phát ra những cái tình huống phụ sát với yêu cầu thực tế của cái tình huống trên không thay đổi với cái tác chiến phòng không hiện nay thì nó còn khó khăn. Thì chúng tôi đã nghiên cứu và thiết kế chế tạo ra cái thiết bị luyện tập Sở Chỉ huy kíp chiến đấu Sở Chỉ huy cấp Trung đoàn và Sư đoàn Phòng không. Cấu tạo của thiết bị gồm 5 phần chính: thiết bị đạo diễn điều khiển tập với chức năng tạo các tình huống bài tập theo các nhiệm vụ chiến đấu, có thể lưu trữ thành ngân hàng các bài tập; thiết bị trung tâm vùng chạy phần mềm được xây dựng có đầy đủ công cụ để nhân viên nhận dạng thao tác xử lý tình huống; thiết bị chạm đầu cuối chạy phần mềm giúp hiển thị tình huống trên không ở màn hình máy chiếu tại Sở Chỉ huy khi luyện tập; thiết bị tự động điều khiển phát tín hiệu khu vực, thu nhận tín hiệu, tự động tạo tín hiệu điều khiển máy phát khu vực để báo về cho Sở Chỉ huy Sư đoàn và các trung đoàn; thiết bị tự động điều khiển phát tín hiệu hỏa lực, thu nhận tín hiệu, tự động tạo tín hiệu điều khiển máy phát tín hiệu hỏa lực cho Sở Chỉ huy Sư đoàn và các trung đoàn tên lửa, pháo phòng không, tên lửa tầm thấp. Từ cấu tạo này của thiết bị, nhóm đề tài đã thể hiện đầy đủ các chức năng cần có cho một buổi huấn luyện, giúp người chỉ huy nhanh chóng xác định được tính chất, mục tiêu, quản lý, nhận định chính xác tình hình trên không trong khu vực và một số tính năng hỗ trợ tác chiến phòng không khi cần thiết. Với sản phẩm sáng kiến thì chúng tôi đã xây dựng hai thiết bị ngoại vi với vai trò đây là các thiết bị trung gian dùng để là chuyển tín hiệu từ các phần mềm đã được tổng hợp qua thiết bị trung gian này để điều khiển các máy phát. Với những đơn vị mà chưa áp dụng được công nghệ hiện đại thì hoàn toàn có thể luyện tập theo được phương pháp truyền thống, và như thế là quá trình là luyện tập đồng bộ sẽ được với lại kíp chiến đấu mà sử dụng công nghệ mới. Vâng, phải nói đây là một cái chương trình và cái phần mềm ứng dụng rất là cao, đặc biệt là về cái ngôn ngữ lập trình, cái giải pháp về phần cứng và thiết kế các cái bảng mạch để chuyển từ cái phần mềm là số hóa chuyển thành các cái tín hiệu ở dưới dạng là thoại phát móc để huấn luyện cho nhân viên, huấn luyện cho kíp chiến đấu. Sáng kiến này là cơ sở để phát triển các công cụ phục vụ quá trình huấn luyện và đánh giá khả năng chiến đấu của các kíp chiến đấu, làm cơ sở để thu thập dữ liệu hoạt động của kíp chiến đấu cũng như hoạt động của tổ đạo diễn trong điều hành luyện tập và đánh giá kết quả luyện tập. Khi đã có tập dữ liệu đủ lớn, kết hợp với các công nghệ hiện đại, việc đánh giá khả năng chiến đấu của kíp chiến đấu được rõ ràng và phù hợp với yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, có thể xây dựng các thuật toán, xử lý để xây dựng công cụ, phục vụ tự động đánh giá tình huống, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, từng bước hoàn thành hệ thống hóa tự động chỉ huy trong phòng không. Hiện tại với tính năng của phần mềm thì chúng tôi đã đáp ứng được đối với các yêu cầu mà các máy phát hiện nay đáp ứng. Thì dự kiến trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao về chất lượng về hệ thống điều khiển này. Bên cạnh đó là thêm về cái tính năng có thể tạo nhiễu trong quá trình thu phát, tạo nhiễu trong quá trình là điều khiển các máy phát để tạo ra cái tình huống sát với thực tế, và sử dụng công nghệ mới là công nghệ nhận dạng âm thanh để tổng hợp nội dung báo cáo từ dưới lên. Như vậy là có thể là phục vụ cho quân là tạo ra một phần mềm điều hành diễn tập.
hiệu quả lớn nhất từ mô hình này là đã xây dựng được hệ thống phần mềm, thiết bị, phục vụ huấn luyện kíp chiến đấu, phù hợp với quy trình huấn luyện và các trang thiết bị được biên chế tại đơn vị, kết hợp hài hòa khi khai thác hệ thống mới và duy trì hệ thống truyền thống. Từ đó, giảm được sức người, tiết kiệm thời gian, ngân sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc Quân chủng Phòng không Không quân. Xuất phát từ tình hình thực tế, trong quá trình công tác, Trung úy Lê Chí Hiếu và nhóm tác giả Lữ đoàn 1 Bộ Tư lệnh 86 nhận thấy công tác bảo đảm an toàn thông tin tại các đơn vị quân đội được triển khai đã lâu nhưng chưa thực sự có một hệ thống nào tích hợp thông tin từ các hệ thống giám sát trên mạng máy tính quân sự, thể hiện được một bức tranh toàn cảnh cho tình hình thông tin trên mạng máy tính quân sự. Từ đây, sáng kiến hệ thống thông tin tích hợp hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành, an toàn thông tin trên mạng máy quân sự được ra đời, giúp giải quyết những vấn đề trên. Các cái thế lực thù địch thì hiện nay tăng cường các hoạt động mà tấn công sử dụng mã độc vào mạng máy tính quân sự với thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp. Từ đó thì chúng tôi đã nghiên cứu để đưa ra cái sáng kiến hệ thống thông tin tích hợp hỗ trợ công tác chỉ huy điều hành an toàn thông tin trên mạng máy tính quân sự. Khi mà triển khai hiện nay thì chúng tôi đã dựa trên cái mô hình mạng mà triển khai cho các cơ quan đơn vị toàn quân là mô hình mạng an toàn được quy định theo thông tư 56. Cùng với đó là giao diện thì chúng tôi sử dụng giao diện web để thân thiện với người dùng. Tất cả các người dùng đều có thể nhanh chóng thích nghi và sử dụng hệ thống một cách dễ dàng. Hệ thống gồm hai phần chính là máy chủ điều khiển và phần mềm thực thi. Một thách thức lớn cho nhóm đề tài chính là việc các hệ thống giám sát hiện nay của các đơn vị quân đội còn thiếu sự đồng bộ, thuộc nhiều đơn vị phát triển. Mỗi một hệ thống lại có một góc nhìn về an toàn thông tin khác nhau. Chính vì vậy, mục tiêu đặt ra đối với hệ thống thông tin tích hợp hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành an toàn thông tin trên mạng máy quân sự là phải kết hợp được tất cả các thông tin đó lại, tạo nên sự thống nhất cho các thông tin, dữ liệu. Nhóm đã tìm ra giải pháp sử dụng mã nguồn mở để kết hợp giữa các hệ thống đã được triển khai cùng các chính sách an toàn được thiết lập để đưa ra những hành vi được cho là vi phạm an toàn thông tin để người chỉ huy có thể đưa ra phương án xử lý kịp thời nhất cho từng tình huống. Thì các đồng chí có thể quan sát đây là một cái giao diện tổng quan của hệ thống mà chúng tôi đã xây dựng. Thì trên hệ thống có các thông tin đầy đủ về tình hình an toàn thông tin, các nhiệm vụ của đơn vị thực hiện, những cái địa chỉ tin cậy, các cái chính sách phát hiện tấn công được thêm vào, cũng như các cái địa chỉ tên miền độc hại được quy định là vi phạm chính sách an toàn thông tin. Thì từ cái giao diện tổng quan này thì một người quản trị hệ thống cũng như là người chỉ huy đơn vị có thể dễ dàng quan sát, nắm bắt được tất cả những tình hình, những nhiệm vụ của đơn vị triển khai như thế nào. Từ đây, sáng kiến hệ thống thông tin tích hợp hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành an toàn thông tin trên mạng máy quân sự đã được ra đời, góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng của Lữ đoàn nói riêng và Bộ Tư lệnh 86 nói chung. Trong tương lai, hệ thống có thể phát triển một số module, chức năng mới để phát huy tối đa khả năng giám sát, phân tích, cảnh báo, truy vấn các IP lạ, cũng như thời gian truy cập bất thường trên các máy chạm và mạng máy tính quân sự trong toàn quân. Về hỗ trợ công tác chỉ huy điều hành của đơn vị thì hệ thống đã cung cấp một cái công cụ để giúp cho người chỉ huy cũng như sĩ quan các cấp được một cái hệ thống công cụ rất là trực quan sinh động. Khi đưa vào sử dụng của cái hệ thống này thì tỷ lệ mã độc trên toàn hệ thống đã được giảm đáng kể. Hệ thống đã hoàn toàn ngăn chặn các cái thiết bị lạ được kết nối vào hệ thống. Thứ ba là nâng cao cái trình độ của cán bộ chỉ huy trong lữ đoàn về việc thực hiện các cái nhiệm vụ theo cái quy trình mà phần mềm hệ thống đã quy định, và qua đó thì cũng nâng cao được chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung của toàn đơn vị. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các chuyên gia về an toàn, an ninh mạng trên toàn cầu đã dự báo các thủ đoạn tấn công mạng sẽ ngày càng đa dạng, phức tạp, nhiều mã độc mới sẽ được phát triển với mức độ cao, gây hại. Nếu không có phương án xử lý kịp thời, công tác ứng cứu, khắc phục sẽ rất khó khăn, gây nên hậu quả nghiêm trọng. Hy vọng với sáng kiến này, công tác bảo vệ thông tin quân sự, ngăn chặn các cuộc tấn công mạng sẽ được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Sẵn sàng cho hội thi thể thao quân sự Army Games 2021, những vận động viên bốn chân và các chiến sĩ biên phòng
đang tích cực luyện tập, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành các bài thi trong thời gian nhanh nhất. Đó là đội tuyển Người Bạn Trung Thành, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Có mặt tại thao trường huấn luyện, trường Trung cấp 24, Bộ Tư lệnh Biên phòng, ngay từ 5 giờ 30 phút sáng, đội tuyển Người Bạn Trung Thành đã có mặt để bắt đầu một ngày huấn luyện mới. Năm 2021 là năm thứ 2 đội tuyển Người Bạn Trung Thành tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Games. Dù tình hình dịch COVID-19 kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và thời gian luyện tập, tuy nhiên không vì thế mà làm ảnh hưởng đến chất lượng luyện tập cũng như tinh thần ý chí quyết chiến quyết thắng của các vận động viên. Dựa trên cơ sở điều lệ thi đấu của năm 2020 thì năm nay được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Biên phòng, của Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường thì chúng tôi đã triệu tập 25 đồng chí vận động viên của toàn lực lượng với các cái tiêu chí là chiều cao trên 1m65 và tuổi đời không quá 27 tuổi, có kỹ thuật bắn súng tốt, có thể lực tốt và cái kỹ năng huấn luyện chó tốt. Đội tuyển sẽ tham gia thi tài tại 5 nội dung: đua chó điển kinh, cá nhân, vượt chướng ngại vật, phòng thủ, tay súng thiện xạ và đua chó điển kinh tiếp sức. Ngoài nội dung tay súng thiện xạ là nội dung các vận động viên là những cán bộ chiến sĩ biên phòng thực hành bắn súng tại chỗ với súng AK-74M, thì với 4 nội dung còn lại, sự phối hợp ăn ý và chuẩn xác giữa các vận động viên và các chú chó nghiệp vụ đã đặt ra những yêu cầu rất cao cho toàn đội. Đặc biệt, dưới thời tiết nắng nóng và tình hình dịch bệnh phức tạp, công tác đảm bảo sức khỏe, rèn luyện thể lực cho các vận động viên cũng được ban huấn luyện hết sức chú trọng. Kinh nghiệm và thành tích đạt được của năm trước chính là nền tảng để đội tuyển tiếp tục củng cố và phát huy trong công tác huấn luyện cho mùa giải mới. Ở nội dung vượt chướng ngại vật, đội tuyển Người Bạn Trung Thành phải vượt qua 8 vật cản ở cự ly 300m trong thời gian nhanh nhất. Ở điểm xuất phát, từng cặp đôi vận động viên chó nghiệp vụ sẽ vượt qua các chướng ngại vật gồm barrier điển kinh, hàng rào, thang, khu vực ném lựu đạn, xe tăng, công sự, cầu thăng bằng, bể nước. Ban huấn luyện của đội tuyển đã xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp bằng việc huấn luyện từng phân đoạn cho đến thực hiện liên hoàn để chó nghiệp vụ dần làm quen với các nội dung thi, sau đó thực hành luyện tập thường xuyên để có sự phối hợp ăn ý giữa từng cặp đôi vận động viên trong quá trình thực hiện. Từ cái điều lệ thi đấu của năm 2020 và năm 2021 thì chúng tôi đã xây dựng cái chương trình huấn luyện, biên soạn giáo án cụ thể chi tiết cho từng bài thi đấu, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đối với nội dung thi của Người Bạn Trung Thành này thì đòi hỏi về cái sự kết hợp là thể lực, bắn súng và cái sự khéo léo. Bên cạnh đó là có cái điều khiển chó nghiệp vụ. Chính vì vậy là trong quá trình tổ chức huấn luyện thì chúng tôi phải xây dựng một cái giáo án, một cái chương trình huấn luyện phải rất là tỉ mỉ. Từ nội dung huấn luyện căn cứ vào điều kiện khí hậu thời tiết đến với từng đặc điểm riêng của từng con chó với từng vận động viên để đưa ra những cái bài tập phù hợp và cường độ trong từng giai đoạn nó khác nhau. Vật cản số 1, barrier điền kinh, có chiều cao 91,4cm. Vận động viên và chó nghiệp vụ sẽ cùng di chuyển và vượt qua vật cản này để đến với vật cản số 2, hàng rào, cao 1,8m. Đây là một nội dung khó đối với đội tuyển, bởi trước đây trong quá trình huấn luyện thực tế tại đơn vị, các chiến sĩ của chúng ta chưa từng trải qua nội dung huấn luyện nào như vậy. Cùng với đó, tốc độ của chó nghiệp vụ khác với vận động viên đã đặt ra yêu cầu cho các vận động viên là phải cố gắng vừa hoàn thành bài thi nhưng cũng phải bắt kịp với tốc độ di chuyển từ các vật cản khác của chó nghiệp vụ. Tại vật cản số 3, thang, vận động viên và chó vượt qua bậc thang cao 3m với chiều dài 7m. Độ cao và độ dốc của thang cũng là những điểm khó cho đội tuyển bởi việc di chuyển phải đảm bảo an toàn. Bài chướng ngại vật này đòi hỏi mỗi một vận động viên ngoài cái thể lực ra rồi phải có một cái độ sự khéo léo, thật là khéo léo khi vượt qua chướng ngại vật. Nếu như mà không đạt sự khéo léo thì sẽ chậm thời gian, vận động viên sẽ không đuổi kịp theo cái tốc độ của chó được. Là cái giai đoạn đầu thì đối với một số đồng chí vận động viên mới, cái việc phân phối thể lực qua từng vật cản ấy thì cũng chưa được đều. Chính vì vậy là đặc biệt là những cái vật cản cuối thì cũng chưa được tốt, nên là chúng tôi đã điều chỉnh qua từng cái lần tập thì anh em là thực hiện là bây giờ là tương đối tốt. Ngay sau đó, tại vật cản số 4, khu vực ném lựu đạn, vận động viên phải thực hiện mệnh lệnh nằm xuống đối với chó nghiệp vụ và tiến hành ném 3 lựu đạn về phía tâm của khu vực.
Chỉ khi ném lựu đạn trúng mục tiêu ở lượt thứ nhất hoặc lượt thứ hai, vận động viên và chó nghiệp vụ mới được chuyển sang vật cản tiếp theo. Vật cản số 5, xe tăng. Cả người và chó cùng phải bò qua gầm xe tăng với chiều cao rất hẹp và không được có sự tác động cơ học nào lên chó trong thời gian thực hiện. Với vật cản số 6 và số 7, công sự cầu thăng bằng. Sau khi đã khéo léo vượt qua, đội tuyển sẽ đến với vật cản cuối cùng, bể nước. Chó phải đi vào nước và tự bơi để vượt qua chướng ngại vật này. Yêu cầu đặt ra là vận động viên và chó đều phải cùng nhau vượt qua bể nước để tiến tới vạch đích. Tại hội thao Army Games năm 2020, một sự cố đã xảy ra với một tuyển thủ chó nghiệp vụ của đội tuyển Việt Nam tại chính vật cản này khi chỉ có vận động viên vượt qua bể nước, trong khi chó nghiệp vụ lại đi vòng qua bể. Bởi vậy, năm nay, ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh, xây dựng phương án huấn luyện để khắc phục những sự cố của mùa giải trước, hoàn thành phần thi trong thời gian ngắn nhất. Qua cái sự tham gia thi đấu của năm 2020 thì thấy một cái điều là khi tổ chức thi đấu ấy, thì các cổ động viên của nước bạn đến tham gia dự rất đông, đặc biệt là đứng dọc bên cái đường chạy của chó. Có những cái tiếng hô rồi kích thích bên ngoài rất là lớn. Năm nay chúng tôi đã tổ chức huấn luyện bằng cái phương pháp là có những cái cổ vũ của vận động viên, còn các đồng chí hô rồi thì kích thích, rồi cũng như là những cái sử dụng các khẩu lệnh dứt khoát. Đến năm nay thì cơ bản thì chó đã không bị tác động chi phối các kích thích bên ngoài, đặc biệt là các hình ảnh quay phim chụp ảnh thì chó vẫn tập trung vào làm việc. Nếu ở nội dung vượt chướng ngại vật, chó nghiệp vụ và vận động viên phải luôn sát cánh bên nhau, thì ở nội dung phòng thủ sẽ là thử thách cho đội tuyển khi vận động viên phải điều khiển khẩu lệnh từ xa với khoảng cách 50 đến 70 mét trong khi thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm đột nhập, giữ và sủa, ngăn chặn nỗ lực tẩu thoát, chống lại cuộc tấn công ở giai đoạn giữ, hộ tống phía sau, chống lại cuộc tấn công khi hộ tống phía sau, bảo vệ khỏi cuộc tấn công trực diện. Nội dung này đã đặt ra những yêu cầu rất cao và thách thức cho từng vận động viên khi chó nhiệm vụ phải thực hiện phần thi ở khoảng cách xa. Cùng với đó, tại vị trí cố định, người điều khiển phải phát ra khẩu lệnh to, rõ ràng, nhất quán để giúp chó phản xạ tốt, chính xác, hoàn thành phần thi. Bốn vị trí trụ ở trên sân, chó phải thực hiện trên hoàn thành bài 7 cái bước để hoàn thành. Mà những cái bước này đều phải đòi hỏi những con chó từ phải nghe lệnh của chủ thật một cách thật nghiêm túc, dứt khoát. Mà những cái kích thích trong quá trình luyện thì đối với chó bài tập này cắn nhiều, mà bản năng của chó thì rất ham cắn. Chính vậy mà vị trí từ vận động viên cho đến chó cách nhau, nhưng mà phát khẩu lệnh ra chó thực hiện. Những chú chó nghiệp vụ vốn được mệnh danh là vũ khí sống bởi bản tính dữ dằn, quyết liệt. Bởi vậy, bên cạnh việc phát ra hiệu lệnh tấn công kẻ đột nhập, phần thi cũng đặt ra thách thức để cho đội tuyển khi phải huấn luyện cho chó nghiệp vụ tuân thủ khẩu lệnh nhà ngay khi có lệnh. Trong toàn bộ thời gian thi đấu, yêu cầu đặt ra với chó nghiệp vụ là phải thể hiện được sự mạnh mẽ và tinh thần quyết liệt bắt giữ kẻ đột nhập. Trong quá trình huấn luyện, ban huấn luyện cũng cố gắng đảm bảo an toàn tối đa cho những người phụ trợ, cũng như đội tuyển huấn luyện bằng việc bố trí những trang thiết bị bảo hộ và luôn có huấn luyện viên bám sát, theo dõi thường xuyên. Không chỉ thể hiện bản lĩnh trong việc phối hợp thực hiện từng bài thi với chó nghiệp vụ, tại hội thao quân sự Army Games, những nội dung như tay súng thiện xạ hay đua chó điền kinh, cá nhân đều được xây dựng để khẳng định tầm quan trọng của công tác khai thác, sử dụng vũ khí trang bị trong việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng biên phòng. Bởi với mỗi người chiến sĩ, trong mọi tình huống, đều phải đồng thời chỉ huy chó nghiệp vụ thực hiện mệnh lệnh và sẵn sàng sử dụng vũ khí chế áp tội phạm khi cần. Đội tuyển người bạn trung thành đã thường xuyên luyện tập để có thể nắm vững yếu lĩnh động tác, tính toán được đường đạn chính xác, giúp bắn trúng mục tiêu ở các cự ly 50m và 100m. Hiện nay, tuy việc tập luyện được triển khai với súng AK-47, trong khi biên chế thi đấu tại hội thao là súng AK-74M, nhưng với những kinh nghiệm tại lần thi trước, các anh em trong đội tuyển đã khắc phục khó khăn về khác biệt, tính năng, kỹ thuật để ghi điểm tối đa. Cái bài này là đòi hỏi mỗi một vận động viên phải có một cái kỹ thuật bắn súng tốt, có một cái tâm lý vững vàng. Và cái cách tính điểm của bài này thì ngoài cái tính điểm cá nhân ra thì cũng có cả tính điểm đồng đội. Ở nội dung đua chó điền kinh cá nhân, vận động viên và chó nghiệp vụ khi tham gia thi đấu sẽ sử dụng dây đai và dây kéo trong suốt quá trình thực hiện bài thi. Khi thực hiện phần thi bắn đạn thật, các chú chó được yêu cầu ngồi phía bên trái vận động viên,
vận động viên ngắm bắn mục tiêu ở hai tư thế đứng và nằm. Với tư thế nằm, vận động viên chỉ được sử dụng dây đeo vai, không được sử dụng bất cứ vật gì để làm bệ bắn. Ban huấn luyện đã thiết kế các mục tiêu bắn sát với yêu cầu của bài thi chính thức, cũng như đặt ra yêu cầu cho từng vận động viên phải xác định tinh thần, tiến hành luyện tập như khi thi đấu chính thức. Chính điều này sẽ giúp toàn đội rèn luyện yếu tố, bản lĩnh và sự tự tin khi tham gia thi đấu tại nước bạn. Với Trung úy Trần Viết Tuấn, kể từ khi nhập ngũ, đây là lần đầu tiên anh và người bạn bốn chân của mình được vinh dự tham gia đội tuyển người bạn trung thành để thi đấu tại một sự kiện thi đấu tầm cỡ quốc tế. Là người mới nên trong quá trình luyện tập, anh và chó nghiệp vụ không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi thực hiện các bài tập. Tuy nhiên, với quyết tâm cao trước hội thao quân sự Army Games 2021 tổ chức ở Algeria sắp tới, Trung úy Trần Viết Tuấn luôn được ban huấn luyện và các anh em có kinh nghiệm đi trước thường xuyên trao đổi, hướng dẫn và chỉ ra cho cặp đôi những điểm cần khắc phục. Chia sẻ kinh nghiệm để Tuấn và chó nghiệp vụ thêm vững vàng trước khi lên đường cùng đội tuyển. Thứ ba nữa là động tác cắn nhả. Về các nội dung thi của quốc tế năm nay thì khác so với hoàn toàn với các cái nội dung được bản thân tôi và các vận động viên trẻ được học tập tại nhà trường. Với kinh nghiệm của năm 2020 thi đấu của các bậc đàn anh thì rất tốt. Từ đó là góp phần cho chúng tôi từ cái khó khăn đó cũng là cái động lực cho bản thân tôi các vận động viên vượt qua khó khăn nữa để đạt ra cái thành tích cao nhất. Sau những giờ huấn luyện trên thao trường, Trung úy Trần Viết Tuấn và người bạn của mình đều ở bên cạnh nhau. Với những chú chó nghiệp vụ, thời tiết nắng nóng dễ dẫn đến sự sốc nhiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính xác cho những người bạn bốn chân này. Bởi vậy, các đồng chí phụ trách phải thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của chó, phân bố thời gian tập phù hợp, có chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho chó nghiệp vụ trong suốt quá trình luyện tập với cường độ cao. Để mà huấn luyện được một con chó mà với một cái yêu cầu cao trong cái điều kiện thi đấu quốc tế thì đòi hỏi cái thứ nhất là con chó phải có tính kỷ luật tốt. Và muốn có tính kỷ luật tốt thì cái mấu chốt của nó là cái mối quan hệ giữa vận động viên và chó phải tốt. Chính vì vậy là không đơn thuần là cái việc ta huấn luyện tốt và phải từ cái khâu chăm sóc nuôi dưỡng cũng phải tốt. Và trong quá trình như vậy thì chúng tôi có đưa ra những cái điều chỉnh cụ thể cho đến từng tuần một. Ví dụ như là cân nặng, mỗi một tuần chúng tôi phải cân nặng đối với số chó này. Nếu mà có nào mà tăng trọng lượng quá thì chúng tôi cũng phải xem xét nguyên nhân ở đâu. Hoặc là giảm trọng lượng cũng phải xem do cường độ luyện tập hay là do chế độ dinh dưỡng. Vân vân để có đưa ra những cái phương pháp phù hợp. Năm 2020 tuy là lần đầu tiên tham gia nhưng đội tuyển người bạn trung thành của chúng ta đã đạt được những kết quả khá ấn tượng. Đạt thành tích đứng thứ tư chung cuộc trong số 8 đội tuyển tham gia cuộc thi. Đồng thời được đánh giá là đội duy nhất từ trước tới nay đạt nhiều giải thưởng ngay từ lần tham gia đầu tiên, bao gồm giải ba đồng đội bài thi tay súng thiện xạ, cúp vàng đội có nhiều nỗ lực cố gắng nhất trong thi đấu, huy chương bạc cặp vận động viên và chó nghiệp vụ trong bài thi tay súng thiện xạ dành cho thiếu tá Vũ Khắc Biên và chú chó Mai Lốc. Chỉ còn 2 tháng nữa, đội tuyển người bạn trung thành sẽ lên đường tham gia đua tài tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021. Xác định rõ bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, phát huy lợi thế và tập trung vào những vượt trội của đội tuyển mình để tạo điểm nhấn và thành tích cao nhất trong năm nay. Đối với nhiệm vụ hội thao quốc tế lần này thì Bộ Tư lệnh Biên phòng xác định đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng cho nên đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo rất là quyết liệt. Thứ nhất thì đã chỉ đạo trường trung cấp 24 biên phòng xây dựng những nghị quyết chuyên đề để tập trung sự lãnh đạo tốt nhất, cao nhất với cái quan điểm là ưu tiên nguồn lực tốt nhất cho cái đội tuyển trong cái hội thao lần này. Qua cái kỳ hội thao năm 2020 tại Liên bang Nga thì đội tuyển cũng đã rút ra được rất nhiều những bài học, những kinh nghiệm rất là quý báu trong luyện tập cũng như là trong thi đấu. Với những kinh nghiệm mà đã rút ra được như vậy, cộng với sự luyện tập, với sự quyết tâm cao của từ công tác chỉ huy chỉ đạo tới quyết tâm của toàn đội thì chúng tôi hy vọng rằng là đội tuyển sẽ đạt được những thành tích tốt nhất trong kỳ hội thao quốc tế lần tới. Đã 4 tháng kể từ khi được triệu tập, đội tuyển người bạn trung thành của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
đã cùng nhau sinh hoạt, huấn luyện, chia sẻ mọi buồn vui với nhau. Từng cặp đôi huấn luyện viên và các chú chó nghiệp vụ đã trở thành những bộ đôi ăn ý, gắn bó. Tinh thần đoàn kết, sự thấu hiểu nhưng không kém phần nghiêm khắc trong huấn luyện, sinh hoạt đã góp phần tạo nên sức mạnh của toàn đội. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần vượt khó, đội tuyển người bạn trung thành sẽ vượt qua giới hạn của bản thân, mang lại những kết quả tốt, đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển quân đội nhân dân Việt Nam tại Army Games 2021. Đội tuyển người bạn trung thành quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất. Quyết tâm. Tạp chí Khoa Quân Sự tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.